Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với xóm anime. Nene luôn mong ước có thể tìm được một người chồng tuyệt vời, nhưng ở trường mẫu giáo này chẳng có ai phù hợp với những tiêu chuẩn của cô bé cả. Vậy thì chị Đại đánh giá hội xin thế nào? Tiếp theo, siêu quệ mới phát hiện được tài năng họa sĩ của mình, nhưng bị bố mẹ cười đùa nên cu cậu quyết tâm chứng minh thực lực bằng cách so tài cùng với một con khỉ. Kết quả sẽ ra sao đây? Thầy hiệu trưởng hôm nay sẽ vào dạy thay cho cô Yoshinaga bị ốm, lại gặp đúng ông tướng Shin. Không biết thầy sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì, xem chừng có vẻ nhiều rắc rối đó. Cuối cùng, thám tử siêu quệ cùng cộng sự Biribiri Jaemon sẽ phải điều tra một vụ án liên quan đến việc sô-cô-la khắp các cửa hàng xung quanh thành phố bị cướp. Liệu thám tử Shin cùng cộng sự có hoàn thành được việc? Hãy cùng đón chờ nhé! Sẵn sàng chưa? Bắt đầu ngay thôi nào! Tập phim Ảo tưởng của Nene. Chị Đại vừa đi học thêm về, đang nói chuyện với các bạn về người chồng tương lai của mình. Nene cho rằng chỉ cần cưới được hoàng tử thì cô bé sẽ được hạnh phúc. Như vậy thì có đơn giản quá không? Cuộc sống trong lâu đài liệu có phải là một thử thách và còn bao nhiêu thứ khác phải lo nữa? Nào là phong tục tập quán, nghi thức đủ kiểu. Dù gì thì tụi nhỏ mới chỉ có 5 tuổi thôi, đâu cần quan tâm đến chuyện chồng con làm gì. Nhưng khi nghe các bạn kể về hình tượng người chồng tương lai, về sau hạnh phúc như nào cũng khiến Nene có chút buồn phiền. Lại nhớ đến ở trường, chả có ai thực sự đúng gu của chị Đại cả. Cô bé hỏi rằng liệu có phải không có ai thực sự gây được ấn tượng hay chỉ là do tiêu chuẩn của Nene cao quá thôi? Trong khi tiêu chí của các bạn khác chỉ là dễ thương và biết chơi thể thao là được rồi. Hôm sau đi học, Nene cứ ngồi một góc rồi dùng ống nhòm, ngắm nghía xem có cậu bạn trai nào thực sự nổi bật không, một người có thể thu hút được sự chú ý của cô bé. Mãi chả thấy ai phù hợp khiến cho Nene vô cùng nhụt chí. Lúc này cô Matsuzaka đi qua và nhìn thấy chị Đại đang buồn bã, cô lại hỏi xem có chuyện gì. Nene hỏi cô về tiêu chuẩn của cô khi mà Matsuzaka còn học ở trường mẫu giáo. Cô giáo ngồi xuống trò chuyện với Nene, cô Matsuzaka cho rằng điều này còn phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc hoặc thông qua những hoạt động của trường. Nghe xong mà Nene chỉ biết nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Cô bé lại hỏi thêm xem ý kiến của cô về hôn nhân thế nào. Chị Đại đúng là biết chọc vào chỗ đau nhất của cô mà. Nene than thở rằng ở đây chả có bạn trai nào vừa mắt cả. Đúng lúc đó, Shin đang tâng bóng bằng mông đi qua. Cô Matsuzaka gợi ý cho Nene về một cậu bạn có khả năng chơi bóng bằng mông thì sao? Chị Đại cho rằng không đời nào siêu quậy lại lọt được vào trong mắt xanh của mình được. Cả ba ông bạn thân còn lại cũng không thể nào. Cô Matsuzaka lại bảo biết đâu khi lớn lên, cả bốn người bạn này đều sẽ trưởng thành hơn. Họ sẽ trở thành những người đàn ông tốt thì sao? Nene nghĩ rằng chẳng bao giờ có chuyện hội xin nằm trong danh sách của mình đâu. Cô Matsuzaka đang cố làm đẹp hình ảnh của mấy cậu nhóc này trong mắt chị Đại. Nhưng Nene thì không nghĩ như vậy. Cô bé đưa ra ví dụ thực tế để chứng minh cho cô Matsuzaka thấy. Đầu tiên là Kazama. Có thể tương lai cậu nhóc sẽ trở thành một nhà giáo hoặc một người rất thành công trong công việc. Duy chỉ có một nhược điểm, đó là Kazama là fan hâm mộ nhiệt tình của nhân vật hoạt hình Moepi. Nene tưởng tượng ra cảnh mình đi shopping về, thấy một đôi guốc trong nhà. Mở cửa ra thì thấy mẹ chồng đang ngoái tai cho Kazama. Chị Đại có bảo hãy để mình làm cho thì Kazama không chịu, cậu nhóc thích mẹ làm hơn. Nene còn đề nghị được đi nấu ăn cho Kazama, nhưng cậu bạn chỉ thích món mẹ làm thôi. Chị Đại tức giận, vào một căn phòng chứa đầy những con thỏ bông rồi bắt đầu xả những cú đấm bực tức của mình vào con thỏ. Nên có thể chắc chắn rằng Kazama thuộc kiểu con trai cưng của mẹ. Cô Matsuzaka đến cạn lời, không thể nào nghĩ được rằng một cô bé 5 tuổi lại có thể suy nghĩ ra được những tình huống như vậy. Cô giáo bảo Masao có vẻ là một người hiền lành, Nene lại phản biện rằng nếu cưới nhau, chỉ cần chị Đại quát lớn thôi là đầu cơm nắm đã khóc nhè rồi, như vậy thì mệt mỏi lắm. Nene thì muốn một người chồng có thể đem được những điều bất ngờ đến cho mình. Cô Matsuzaka nghĩ ngay đến Bo, Nene vẫn cãi được, kêu rằng nếu sống với Bo thì chẳng khác gì đang sống cuộc sống của người già cả. Chị Đại chắc mình sẽ ế đến già giống cô Matsuzaka mất. Đúng là biết sát muối và nỗi đau của người khác mà. Xin lúc này lại gần, thắc mắc xem hai cô trò đang nói chuyện gì, nhưng Nene không muốn nói cho cô cậu biết. Siêu quậy quay sang trêu cô giáo, nhưng cô có lẽ đã miễn nhiễm trước mọi đòn tấn công của Xin rồi. Cô lúc này chỉ khuyên Nene rằng cô bé còn cả một tương lai rộng lớn phía trước, không cần phải quá lo lắng. Chị Đại sau đó nhận ra được cần gì phải tìm bạn trai ở đây, rồi cô bé bắt cả hội siêu quậy đi chơi trò đóng kịch gia đình. Cô Matsuzaka cũng bất ngờ khi biết Nene có quyền lực to lớn như vậy luôn. Tập phim Nghệ thuật của Shin. Siêu quậy tặng cho mẹ một bức chân dung mà cu cậu tự vẽ.
Nhưng khi mẹ nhìn lại thì chả giống nhau tí nào. Xin giải thích, đó mới là nghệ thuật nên đôi khi nó phải hơi khó hiểu một chút. Nếu ai cũng hiểu thì không có gì thú vị cả. Mẹ cũng đã dành lời khen cho Xin, khen cậu nhóc đã tạo ra một thứ nghệ thuật rất độc đáo. Mẹ muốn đưa cho bố xem cùng. Ngoài ra mẹ còn gợi ý cho Xin sao không vẽ thêm một bức về bố nữa. Nhưng cu cậu bảo mặt bố vừa vuông lại còn lắm râu đen nữa khiến mình không có cảm hứng. Mặc cho mẹ còn nói đỡ nhưng siêu quậy không chịu vẽ. Đến tối về, bố nhìn bức hình và cảm thấy nó cũng khá giống mẹ Misae đấy. Bố nói một câu mà mẹ chán luôn. Bố giải thích rằng bức tranh này y hệt mẹ luôn. Xin bảo ở trang sau cũng có tranh về bố đó. Bố mở ra thì là vài cái chấm đen vô cùng khó hiểu. Ông nhõi giải thích vì chân mặt bố toàn là râu nên vẽ thế là đúng. Bố Hiroshi thì rất tức giận vì thằng con chỉ để ý đến bộ râu của mình. Mẹ tranh thủ được dịp trêu bố luôn, làm bố dỗi quay ra xem TV. Bố bật vô tuyến lên, đang có chương trình về một chú khỉ ở sở thú có thể vẽ tranh. Bố thấy những nét vẽ của con khỉ trông cũng giống của Shin đấy chứ. Cô cậu cảm thấy bị xúc phạm nên tắt TV đi, đòi so tài vẽ tranh với con khỉ đó. Sáng hôm sau, bố mẹ cho siêu quậy đến sở thú. Xin với khí thế hừng hực đi tìm con khỉ để so tài. Mẹ thấy thật may vì nhờ có siêu quậy mà lâu lắm cả nhà mới đi sở thú. Cô cậu thì sốt sắng đi tìm con khỉ, bố mẹ thì đang cố tìm cách để ngăn cản cậu nhóc, nghĩ ra kế bảo rằng xin hãy đi vẽ những con vật khác đi đã. Ông nhõi cũng thấy hợp lý. Đang bí ý tưởng, thế là bố gợi ý xin hãy đi vẽ con vật mà mình yêu thích nhất. Ngay lập tức, cậu nhóc đã có mặt ở chỗ những chú voi, còn tuột cả quần xuống để khoe vòi. Bố mẹ đến ngăn thì ối rồi ôi, ai kia đã trang trí cho cái vòi của mình như một chú voi vậy. Bố mẹ tí nữa thì ngất xỉu, cho cậu nhóc một cái tuét đít vì tội nghịch ngợm. Đúng lúc đang đi thì Hima phát hiện ra chỗ giao lưu với thỏ. Xin thì không thích vẽ thỏ nên bố mẹ quyết định chia thành hai nhóm. Bố dẫn siêu quậy đi khắp nơi để cho họa sĩ trổ tài vẽ. Từ sư tử, đà điểu đến ngựa vằn, cu cậu đều có thể dễ dàng vẽ được. Nhưng đến con gấu trúc đỏ, thử thách thực sự đây rồi. Tuy làm khó Xin một lúc nhưng cậu nhóc đã nhanh trí đổi luôn sang vẽ gấu trúc cho dễ. Lúc này, bố và siêu quậy vẫn đang tiếp tục đi tìm mẫu để vẽ. Bố gợi ý, cu cậu thử vẽ một con lạc đà xem sao. Chợt nhớ ra mẹ nên bố rút điện thoại hỏi thăm, thì mẹ bảo Hima mãi không chịu rời khỏi chỗ chơi với thỏ. Có lẽ cô bé rất thích lũ thỏ con đáng yêu này. Vừa tắt điện thoại, bố quay ra thì thấy Xin đang khoe mông cho mấy chị gái xem ở chỗ những con lạc đà. Vội vàng tóm lấy siêu quậy, bố bảo hãy tập trung vẽ tranh đi. Nhưng Xin bảo mình đã vẽ quá nhiều rồi. Chắc cô cậu đã chán, bố thầm nghĩ. Vậy là kế hoạch đã thành công, bố chỉ muốn thưởng thức sở thú một cách bình thường nhất và không quên tránh xa khỏi chỗ con khỉ. Không hiểu thế nào, hai bố con lại đụng ngay chỗ người ta túm tụm lại để xem con khỉ vẽ. Cố lờ đi thì thằng con đã chạy ra đó từ đời nào. Cậu nhóc khiêu chiến với con khỉ và được nó chấp nhận. Bất ngờ thay, chính bố lại được lựa chọn làm mẫu cho cuộc so tài. Mẹ tình cờ đi qua và nhìn thấy cảnh tượng trên, mẹ ra hiệu cho Hima coi như không quên hai bố con nhà này. Hai đối thủ tranh tài cuối cùng hoàn thành tác phẩm của mình. Giờ bức tranh lên thì y hệt nhau, vẫn là một bức tranh toàn râu. Bố tức giận, không hiểu mình đứng tạo dáng lâu như thế mà chỉ vẽ được có bộ râu. Tập phim, giáo viên chủ nhiệm lớp hoa hướng dương. Thầy hiệu trưởng vừa nghe một cuộc điện thoại và biết được hôm nay cô Yoshinaga xin nghỉ vì bị cảm. Cô Akeo lại có việc bận nên không trông lớp hoa hướng dương được. Vậy là thầy hiệu trưởng sẽ trông lớp thay. Cô Matsuzaka có chút lo lắng, không biết thầy có làm được không. Thầy bảo cô giáo hãy cứ yên tâm. Xin đang nằm dài trước cửa lớp để nghịch. Lúc này thầy hiệu trưởng mở cửa ra khiến Masao có chút giật mình. Siêu quậy nghĩ thầy đã bắt cóc cô Yoshinaga đi rồi nên thầy mới xuất hiện ở đây. Thầy cũng bất giác thừa nhận nhưng may mà tỉnh kịp khỏi cú lừa của Shin. Thầy giải thích rằng hôm nay cô Yoshinaga bị cảm nên nghỉ, thầy sẽ dạy thay cô giáo trong hôm nay. Cả lớp nhìn thầy rồi chạy tán loạn lên vì sợ. Siêu quậy bảo chưa từng thấy ai có thể khiến người khác run sợ. Nhưng đó là nụ cười niềm nở của thầy thôi mà. Thầy đứng trước lớp và hỏi các bạn xem muốn chơi trò gì. Xin bảo đây là nhiệm vụ của thầy, vì bình thường cô Yoshinaga sẽ nghĩ ra rất nhiều trò chơi. Cô Matsuzaka vì chưa yên tâm nên đứng ngoài cửa lớp và ra hiệu cho thầy, nhưng thầy thì chả hiểu gì. Nene thấy và đã nói luôn ra giúp. Sau khi nhận được sự hỗ trợ, thầy quyết định cả lớp sẽ nhảy múa. Nhìn thấy thầy giơ hai nắm đấm lên trời, siêu quậy hét lớn lên. Thầy đang giận dữ đó các cậu ơi! Điều này khiến cả lớp đứng hết về một góc, cô Matsuzaka đứng bên ngoài cũng bất lực luôn. Cả lớp đã tới giờ cơm trưa, bỗng có một cậu bạn bảo rằng mẹ đã để quên đũa vào hộp cơm mất rồi. Thầy đứng dậy, định đi lấy đũa dùng một lần, nhưng nhóc ấy bảo không biết dùng đũa.
Kazama nói thầy nên chuẩn bị sẵn thìa cho những trường hợp như này. Chưa giải quyết xong vấn đề này thì vấn đề khác lại đến. Masao lỡ làm đổ cốc nước ướt hết cả quần áo. Kazama lại phải hướng dẫn thầy rằng giờ nên lấy quần áo khác để thay cho đầu cơm nắm. Shin nghe thế vậy định tụt quần ra, nhưng Masao mới là người cần cơm mà. Bạn thì kêu đói, bạn thì ướt áo, nghe chừng phen này khó cho thầy đây. May mà cô Ageo và cô Matsuzaka chạy sang giúp đỡ. Cô Matsuzaka đang nhắc nhở cho thầy về những việc cần làm, chị Đại nghe được và thấy thầy chẳng làm được gì cả. Thầy có chút chạnh lòng, nhưng để lấy lại cái oai của mình, thầy sẽ khiến cho cả lớp vui vẻ nhất có thể. Giờ đang là lúc học vẽ, cả lớp có đề nghị thầy làm người mẫu cho lũ nhóc vẽ, thầy không hề ngần ngại đồng ý luôn. Một lúc sau thì thầy thấy hơi ngại khi có quá nhiều người xung quanh. Gương mặt thầy có chút căng thẳng, lại bị các bạn mắng nên thầy bảo các bạn hãy gợi ý cho thầy tạo kiểu đi. Siêu quệ bảo thầy đứng tạo thành dáng action Kamen. Thầy cũng đứng đúng như vậy và được các bạn hưởng ứng. Đứng một lúc lâu hơi mỏi, thầy nhìn xuống thì thấy các bạn đang rất chăm chú vào vẽ nên thầy vẫn cố gắng giữ vững tư thế. Mãi mới xong, cả đám giơ thành quả lên thì chỉ toàn là tranh mặt thầy hoặc tư thế mà thầy đã đứng. Xin cho rằng mình vẽ giống thầy nhất. Kazama nhận xét rằng bố cục của ông nhõi sai rồi. Cô cậu nhanh trí cắt lấy phần mũi, râu và mồm từ tranh của bố ra để ghép vào. Thầy cũng thú vị nên các bạn cũng làm theo. Cô Matsuzaka đứng bên ngoài cũng bất ngờ trước tài năng làm cho lớp học sống động của thầy. Các nhóc tì bên lớp hoa hồng thì ra sức kéo cô giáo mình về lớp. Sau một hồi ghép tranh thì cuối cùng cũng tìm ra được bức giống thầy nhất. Siêu quậy thông báo rằng đây chính là tên tội phạm mà cả bọn cần tìm. Thầy hiệu trưởng nghe vậy thì cũng chẳng hiểu sao chúng mình lại giống phạm nhân đến thế. Tập phim Đội điều tra đặc biệt của Cảnh sát quốc tế. Hôm nay, cô diễn viên Chiyoko sẽ vào vai cảnh sát trưởng của đồn cảnh sát Kasukabe. Kushin dù lúc này đang là một thám tử nhưng cái tật mê gái thì vẫn ở đó. Đang ngắm nhìn vẻ đẹp của cô diễn viên này thì bị bà sếp Misae gọi. Dù không muốn đi công việc tí nào, nhưng bà sếp này lại có sức mạnh của sư tử hống nên siêu quậy cũng phải nghe lời. Thám tử dùng vũ điệu cha cha cha, triệu hồi cộng sự Buriburi Jaemon, nhưng có gì đó lạ lắm. Thì ra lợn ta đang đi cà phê cosplay với mấy chị gái xinh đẹp thì bất ngờ bị triệu hồi. Thám tử xin lúc này sai tên cộng sự đến hiện trường thay cho mình, nhưng nó không chịu. Tuy là heo, nhưng máu mê gái thì không bao giờ hết đâu. Cả hai đang đùn đẩy công việc thì bị sếp Misae nhéo tai đem đến hiện trường. Người không may bị trộm lại chính là Masao. Toàn bộ sô-cô-la trong cửa hàng đã bị trộm hết. Đầu cơm nắm kể rằng dạo gần đây có nhiều vụ cướp sô-cô-la khiến cho nguồn cung trở nên eo hẹp. Thám tử Hiroshi cho rằng có vẻ như tên trộm này rất thích chocolate. Sếp Misae thì cho rằng lý do này không hợp lý chút nào. Chắc chắn là có một âm mưu to lớn nào đó ở phía sau. Trong khi cả nhóm đang động não suy nghĩ thì tên Buriburi Jaemon chỉ mải tập trung ăn sô-cô-la. Hóa ra đây không phải là sản phẩm của cửa hàng Masao, đây là sô-cô-la đến từ tiệm nổi tiếng ở gần đây. Mở bản đồ lên thì thấy các cửa hàng sô-cô-la bị cướp đều ở xung quanh cửa tiệm nổi tiếng đó. Cả nhóm bây giờ hóa thân thành những phóng viên đến phỏng vấn ông chủ cửa tiệm sô-cô-la nổi tiếng kia, nhằm giới thiệu công thức cho các nhà đầu tư nước ngoài là Shin và Buriburi Jaemon đóng giả. Ông chủ không ngần ngại cho cả nhóm vào xem quá trình làm ra sô-cô-la, nhìn có vẻ khá thú vị nên siêu quậy cũng muốn làm. Ông chủ bảo cô cậu hãy đi rửa tay trước đã. Thám tử và tên cộng sự chạy ra ngoài, thế rồi đập vào mắt là thùng chocobi mà siêu quậy yêu thích. Đang định lấy ra ăn thì có người đi tới. Shin và Buriburi Jaemon đành phải bám vào phía trước để trốn. Họ được đưa đến nhà máy nơi sản xuất sô-cô-la. Ở đây, mọi loại sô-cô-la đều được tách vỏ rồi bỏ vào cái nồi lớn để nấu chảy. Siêu quậy ước được sống ở đây để có thể ăn chocolate thoải mái đến cuối đời. Sau đó, ông chủ bất ngờ xuất hiện, chiếu đèn vào thám tử Shin và tên cộng sự. Ông ta tự thú nhận rằng sô-cô-la mà mình bán ra chính là tổng hợp của tất cả các loại sô-cô-la khác nhau. Thủ phạm của những vụ cướp gần đây chính là ông ta. Sếp Misae và thám tử Hiroshi đã bị bắt mất rồi. Siêu quậy và Buriburi Jaemon giờ cũng chịu chung số phận. Sợ quá nên lợn ta quyết định đổi phe. Chưa đứng được 5 phút thì suýt nữa thành món heo quay. Hai ông tường quay đầu chạy tóe khói. Nhảy lên băng truyền, Buriburi Jaemon bị cái cần cẩu tóm ném vào thùng rác. Shin thì vẫn đang chạy thục mạng trên cái băng truyền, suýt thì chào ông bà. Bỗng chiếc máy ngưng lại, tên chủ bảo rằng đã đến lúc idol của ông ta đi quảng bá. Tưởng ai, hóa ra đó chính là cô diễn viên Chiyoko đầu phim đây mà. Nguyên nhân của việc ông ta trộm hết sô-cô-la cũng chính là vì cô ấy. Chiyoko còn nói rằng mẫu người lý tưởng của mình là người có thể làm ra được loại sô-cô-la ngon nhất,
Nên nếu ông ta cướp hết sô-cô-la của các cửa hàng khác thì ông ta sẽ là độc quyền, là người có sô-cô-la ngon nhất rồi. Đang ăn mừng thì cô diễn viên lại đổi gu. Chiyoko thích những người biết chơi golf, đặc biệt là các golf thủ chuyên nghiệp. Tên chủ như vỡ mộng, tức giận cầm súng xả nó khắp nơi. Viên đạn lỡ bay vào cái công tắc và bật lên, làm siêu quậy phải chạy marathon với tử thần. Buri-buri ra Emon cũng bị cái cần cẩu ném đúng vào chỗ tên chủ. Rồi cả hai rơi luôn vào nồi sô-cô-la, biến thành một pho tượng chocolate. Ông ta được đem về đồn cảnh sát để giải quyết. Vậy là vụ án đã kết thúc. Và đó là những câu chuyện thú vị của Xin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi tới tận phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho chúng mình nha. Còn giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tới. Ya, mata ne!